đó cho chưa? Xin 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 xin. Cần rau này. Mấy cái rau đây, cái này đây. Xin xin, xin xin. Chị ơi. Mẹ nào, mẹ chị nào, mẹ coi coi chị nặng bao nhiêu rồi nha. Cái gì vậy? Cân cân trên ạ. Ồ. Chê được 1,7 kg nữa các bạn ơi. Đó. Ừ đúng rồi, dê nằm đấy nha. Rồi, đi xuống ơi, dê nhìn coi dê được mấy ký nào. Dê mẹ nằm quá rồi. Anh xin ra đây mẹ. Dê cằn đó nha, đến lần anh xin nha. Em gì? Thôi làm sao? Em nặng quá hả? Ừ. Em được 6,5 kg à, vậy là được gần 1 tháng em nên được 2 nạng hả em? Em bé nào, bé xuống nào. À, bé xuống. Ơ, ừ, không nhìn xuống hả? Em bé nào. Phải rớt tiếp, rớt bập bập. Xuống nè.